Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ, chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video này là video thứ hai trong ngày, ngày 1 tháng 6, video số 81 của em ạ à. Video này thì em sẽ lên luôn cần câu lục chất liệu là phíp các anh nhé Chất liệu là phíp, khoen bát là khoen bát Fuji, khoen bát hạng đều có Đây, khoen lớn, khoen gặp nhé, khoen cái là khoen gặp ạ à. Cần câu lục thì các anh săn hàng, câu đơn, câu ngâm đều được các anh nhé Cứng thì ở đây là cứng 25 đến 30, chiều dài là 36 đến 4m5 ca nha giá bên em vẫn vậy chưa bao gồm phí ship phí ship là mỗi cần là 40k ca nha cần này thì thu gọn rất là dài em sẽ đóng ống nước cho các anh đây cần 1m mét, 1m mét mấy cũng đều có ca anh nha anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghim trên màn hình số điện thoại của em là 0356776692 ạ à. em xin phép lên cây cần đầu tiên các anh nhé thì trong video này thì em sẽ vừa lên vừa đánh mạ luôn các anh nhé đánh mạ luôn nhiều khi có sai mã thì mong các anh thông cảm giúp em nhé bởi vì em cũng khá là bận đây cây này cái này có chiều dài là 39 nè chiều dài 39 cho mình cứng của nó là 25 cây nhé cứng 25 khen bát đây khen bát là khen bát Fuji cho mình luôn đây khen bát Fuji đây đây cầm có cuốn chỉ chất liệu là phép ca nhé đây cuốn chỉ rất là đẹp nước sơn là sơn một tím cà cho mình đây bát là bát Fuji FS7 nhé đây còn rất là đẹp bên ngoài đây Cây này Đây khuyên đây em mời các anh xem Khuyên là khuyên Fuji các anh nhé Khuyên Fuji Chất liệu của cây này là chất liệu phíp Lô này là lô phíp các anh nhé Lô phíp Đây Có sơ xước nhé Đây có sơ xước không ảnh hưởng gì đâu nhé Đây có hai khuyên chạy cho mình ạ Đây, em mời các anh xem ở đây thì có nổi bọt li mà vài chỗ các anh nhé nội bọt thôi bọt nước sơn đây đây keo thôi bên ngoài nhìn mắt thường làm sơn màu tím cà các anh nhé ở đây thì nó màu xanh đây xa đây vô màn hình nó thành màu xanh cho mình đây bên ngoài màu tím cà các nhé màu tím mà Đây. Cây này thì có mã là mã số 1 các anh nha. Cây này thì em quên đọc ngọn của nó, ngọn của nó là 2.7 ly. Ngọn 2.7 ly các anh nhé. Trọng lượng thì em sẵn đo đo trọng lượng ở trên video luôn. Mã số 1 giá 400k nhé. Mã số 1 giá 400k, trọng lượng của nó là 500 500g các anh nhé. Trọng lượng của cây này là 500g ạ. À. Rồi, mã số 1 giá 400k. Cây tiếp theo, cây này như cây mới nãy ra nha Mà cây này thì dài 4m5. Dài 4m5. là khen Fuji. Ngọn của nó là 2.9k nhé. Ngọn 2.9 cây này thì cứng cùng 25 cho mình luôn. Đây, tay cầm thì có cuốn trị ở đây có hơi bụi tí các anh nhé. Tay cầm có cuốn trị đây. Khen Fuji đây. đây bát là bắt gặp cho mình ở đây thì có hai khuyên chảy ra nhá hai khuyên chảy đây mời các anh xem ở đây thì nó có chóc một tí ra nhá chóc lớp, lớp, sơn của nó cái này cũng có màu là màu tím cà luôn các anh nhá nước sơn là màu tím cà cho mình nước sơn ở ngoài là màu tím cà em không hiểu vì sao nó lên video là mình lại thành màu giống như màu xanh một tí này các anh nhé có sơ xước cho mình nhé khen bát Fuji rồi cái này thì có mã là mã số 2 giá của nó là 350k mã số 2 giá 350k các anh nhé trọng của trọng lượng của nó là 590 g. Trọng lượng 590 g, mã số 2 giá 350k. Cái tiếp theo. Cái này thì có trọng lượng là 600 650 g ca nhá, cái này 650 g. Cái này có chiều dài là 36 m của hãng Olympic cho mình, hãng Olympic ca nhá. Ngón của nó là 3.2 ly. Đây, 3.2 ly. tay cầm ở bên dưới, bên dưới cái cán là cán muộn nhé tay cầm thì hơi to một tí để em để em đo lại giúp các anh nhé giá dạ đây phía bên dưới cán là 3.77 nhé 3.37 nhé các anh nhé 37 phía tay cầm phần thân của nó là 2 chấm nha 22 28 28.7 đây khen bác là khen bác Fuji nhé FF7 đây cũng chị vẫn còn rất là đẹp nhé khen của nó là khuyên hạn các nhé khuyên hạn đây mời các anh xem có hai khuyên chạy cho mình ạ đây thì nó có hơi cũ một tí nha các nhé bên trong lóng thì còn đẹp ở đây thì nó có là ba khuyên chạy cho mình đây là khuyên chạy ra nhá khuyên này khuyên thứ hai là khuyên chạy đây khuyên chạy nhá. khuyên này cũng là kênh chạy ra nhé khuyên đề ba khuyên gặp cũng là kênh chạy luôn đây chạy đây chạy tới đây bên trong phần lóng vẫn còn khá đẹp các anh nhé vẫn còn khá đẹp đây Rồi cái này có mã là mã số 3. Giá của nó là 400k. Ngọn là 3,2 ly. Mã số 3 giá 400k nhé. Cái tiếp theo. Cái này thì có chiều dài là 3m3 cho mình. Chiều dài 3m3. Cứng là cứng 25. China xuất nhật ca nhé. Cứng 25. Cái này là của hãng Alpha Taker. China xuất nhật khuyên bác là khuyên bác Fuji cho mình. Tay cầm có cuốn chỉ ca nhé ngọn của nó là 2.8 trọng lượng của nó là 318 g các anh nhé trọng lượng 318 g cho mình đây mời các anh xem tay cầm cuốn trị đây đây em bát là bát bác bát Fuji luôn các anh nhé thêm bát Fuji đây bề ngoài thì có sơ xước rồi không thể tránh khỏi các anh nhé ở đây thì cái cái cái, cái phần khen này thì nó cũng bị reset rồi đây đây mời các anh xem có hai khuyên chạy cho mình cây này thì hơi cũ một tí đó anh nhé hơi cũ một tí đây bên trong thì vẫn còn đẹp nhé sơn là sơn nâu nhám đây nâu nhám nâu mờ đây phần lóng thứ hai thì có sơ xước đây Cái này có mã là mã số 4, giá của nó là 350k, ngọn là 2.8 ly. Mã số 4 giá 350k ra nhé, Alpha Taker. Mã số 5. Cái này thì có chiều dài là 4m2, cứng là cứng 25, chiều dài 4m2 cứng 25 của hãng Daiwa. Hãng Daiwa các anh nhé. Đây. Cái này thì cái bát nó hơi cao một tí ra nha cái bát nó hơi cao một tí, đây, hơi cao một tí so với những cái cái, cái khác nha. cái này thì có trọng lượng là 618 trăm mười gram nhé, trọng lượng là 618 trăm gram cho mình. đây, cuốn trị khuyên bát là khuyên bát, uh, khuyên bát, Fuji, khuyên là khuyên hạn cho mình nhé. đây, rất đẹp, đây mời các anh xem, rất là đẹp nha bên trong xứ nó vẫn tròn nhé các anh nhé vẫn tròn đây bên trong phần lóng này thì nó có nước sơn nó bị cái phần này thì nó bị nhám nè bị nhám đây em không hiểu nó bị nhám hay là cái lóng nó như vậy đây bên phần này thì có sơ xước canh nhé có sơ xước cho mình đây em mời các anh xem cái này thì đã có sử dụng qua Rồi, cái này thì có mã là mã số 5. Giá của nó là 450k, ngọn là 32.3 ly. Mã số 5 giá 450k. Mã số 6 ạ. À. Cái này thì có chiều dài là 4 m 2 cứng là 25 của hãng Alpha Teker. Khuyên bass là khuyên bass Fuji các bạn nhé, khuyên bass Fuji, ngọn của nó là 2.6 ạ. À. Đây mời các anh xem. đầu ngọn thì nó có hơi sơ sức và ảnh hưởng do cái khoen đó nhé ảnh hưởng do cái khoen trọng lượng của nó là 538 g đó nhé trọng lượng 538 g có hai khuyên hai khuyên chạy cho mình hai khoen chạy cho mình nhé đây có sơ sức anh nhé đây khoen vẫn còn đẹp nhé Bằng lóng thì có sơ xước nhưng mà không ảnh hưởng gì cái phôi bên trong cho mình nhé đây bên phần này có sơ đây chạy xước đây có chạy nhé cái này có mã số là mã số 6 giá của nó là 350k mã số 6 giá 350k tay cầm cuốn chỉ tiếp theo Má số 7 ạ. À. Cái này là của hãng Olympic. Chiều dài của nó là 39, 39 ca nhá. Cứng là cứng 30, 39 cứng 30 ạ. À. 39 cứng 30 nhé, hãng Olympic cho mình. Đây, khoen bát là khoen bát Fuji luôn nhá, khoen bát Fuji luôn. Đây, mời các anh xem. tay cầm của nó đây em sẽ đo cho các anh xem nhé em thấy nó hơi to cái này là 29 nhá 29 tay cầm tay cầm đường kính là 29 ly nhá trên đây đây em mời các anh xem khoen đây ạ à. bên trên đây bên trên phần ngọn thì nó có chóc chóc sơn nhá chóc lớp sơn của nó Những cây phíp thì nó thường hay chóc sơn nhé các anh nhé, thường hay chóc sơn. Đây. Cần thì như nào thì em cũng sẽ để nguyên dinh để bán các anh nhé. Cần như nào thì có giá như đấy. Em không uh, sơn hay là gắn thay cái gì cho trên bộ phận của nó các anh nhé. Đây. Có những cây cần trước là những cây cần lục carbon. Những cây cần lục carbon thì cũng không có sơn hay là thay khoen nhá các anh nhá. Để nguyên zin, họ có thay thì à, em vẫn để nguyên zin ca anh nhá. Anh nào muốn mua càng lục carbon thì à, em có video đầu tiên nhá, à, video à, đầu tiên trong ngày hôm nay nhá. Video số 80 của em, đồ câu nhật thành công video số 80 Rồi cái này thì có mã là mã số 7, giá của nó là 450k, mã số 7 giá 450k các anh nhá. cần hôm nay em xin lỗi ngày hôm nay thì uh, buổi sáng là em lên 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 máy em xin lỗi nhé lên máy cần lục của em là video 79 ngày hôm qua đây mời các anh xem ngọn của nó đây ngày hôm nay là video số 80 video máy ra nhá anh nào muốn mua máy thì bấm về thì video số 80 của em sẽ có máy nha đây em mời các anh xem khoen nó đây cái này thì em quên đọc thông số là chiều dài 39 của Korea xuất nhật ra nhé chiều dài 39 Korea xuất nhật cứng là cứng 25 khoen bá là khoen bá Fuji ngọn của nó là 2.9 nè ngọn 2.9 nha trọng lượng của nó là 410 g trọng lượng 410 g các anh nhé đây mời các anh xem khoen bá Fuji đây đây đầu đây đầu thì nó có sờ xước do cái khoen nha khoen chạy hàng nhật bãi về thì nó không tránh khỏi sơ xước anh nhé đây giá thì giá đi theo cần rồi <laughs> giá thì giá rất dễ so với thị trường của anh nhé cái này có nước sơn là nước sơn mực ca nhé nước sơn mực thấy rõ luôn nước sơn mực nha ở cái hai cây đầu kia thì nước sơn một tím đây em so đô, so sánh là nó sẽ khác ca nhé đây cái này thì có mã là mã số là mã số 8 giá của nó là 350 k mã số 8 giá 350 k ca nha anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo và số điện thoại em có ghi trên màn hình Số điện thoại của em là 0356776692 ạ. À. Cái tiếp theo. Cái này có chiều dài là 39. Cứng là cứng 25 luôn các anh nhé. Cứng 25. Đây tay cầm thì có cuốn trị. khen bá là khen bá Fuji. Đây khen bá Fuji FS7 nha. Căn này có nước sơn là màu đỏ. Đây khen bá Fuji đây. Bên này bên này cái khen thì nó có 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 xét ở bên ngoài các anh nhé. Đây rồi, em mời các anh xem. Ngón của nó là H3.4 nhé các anh nha, ngọn 3.4. Đây rất là dày đây, rất là to. Đây em mời các anh xem. Vẫn còn rất là chắc chắn các anh nha. Cái này thì nó có trọng lượng là 480 g các anh nhá. Trọng lượng của nó là 480 g cho mình. Cái này thì có mã là mã số 9 nè. Mã số 9 giá là 380k. Mã số 9 giá 380k các anh nhá. Tiếp theo cái này thì có chiều dài là 4m2, cứng là cứng 30 các anh nhé. Ngọn của nó thì rất to, 4.3, ngọn 4.3 các anh nhé. Trọng lượng của nó là 530 gram các em nhé Trọng lượng là 530 gram Đây 570 gram em xin lỗi nhé Trọng lượng là 570 gram Khoen bát là khoen bát Fuji cho mình Đây tay cầm của nó thì có hơi to Nên em sẽ đo cho các anh xem nhé 30 30 nhá, 30.8, 30.8 cho mình. Tay cầm có cuốn chỉ bên trên cũng có cuốn chỉ cho mình nha. Bên trên có cuốn chỉ cho mình. Đây, khen đây, em mời các anh xem. Đây. Ngọn của nó là 4.3 nhé. Ngọn 4.3. Đây, trên này thì nó có 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 có, chóc lớp sơn này. Đây, khoen đây, em mời các anh xem khoen gặp nhé. Rồi cái này thì có mã là mã số 10 Giá của nó là 400k Mã số 10 giá 400k Cái tiếp theo cái này là có chiều dài là 4m2 Cứng là cứng 20 ra nhé Chiều dài 4m2 cứng 20 Của hãng Olympic Khem bá là khem bá Fuji cho mình Đây có nước sơn hoặc sơn màu nâu ra nhá Sơn màu nâu Cái này thì có trọng lượng là 500g. 477 g 477 g Ngọn của nó là 2.4 g nha. 2.4 à. Đây em mời các anh xem. Khoen ngọn đây ạ. À. Có hai khoen chạy ạ. À. Bên trong thì có sơ xước uh, một tí ra nha Có sơ xước một tí. Không đáng kể ra nha Không đáng kể đây. Cái này thì có mã nó là 11, mã số 11 giá là 350k, mã 11 giá 350k các anh nhé. Cái tiếp theo có chiều dài là 4m5, cứng là cứng 25. Khoen bát là khoen bát Fuji, ngọn của nó là 2.4. Đây, tay cầm cuốn trị nhé các anh nhé, rất là đẹp. Khoen bát Fuji đây, fs 7 đây. fs 7 Japan nhé, của Japan. đây em mời các anh xem ngọn của nó thì có sơ có 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 xước ở đây cái nè xước ở đây một cái có keo dính keo đây bên này thì có sơ xước các anh nhé không phải bị gãy nhé. không phải bị bể nhé xước thôi Hàng Nhật Bản thì chất lượng vẫn còn mà ngoại hình của nó thì sơ suất không thể tránh khỏi các anh nhé. Cái này thì nó có trọng lượng là 514 gam các anh nhé, 514 gam, Mã số là mã số 12, giá là 400k, mã 12 giá 400k. Cái tiếp theo, cái này mã 13. Cái này thì có có chiều dài là 4m2 cứng là cứng 25 các anh nhé chiều dài 42 cứng 25 tay cầm của nó đây em mời các anh xem tay cầm của nó có ba bà... đây cuốn da nhé cuốn da đây đây khuyên bá là khuyên bá Fuji ạ. À. FF7 ra ba nhé bá là bác gặp cho mình hơi cũ một tí các anh nhé cây này hơi cũ một tí đây em mời các anh xem đây ngọn của nó đây có hơi chạy đây đây rất là cứng cáp còn rất cứng cáp các anh nhé ngọn của nó là 2.8 ly à ngọn 2.8 ly đây có sơ xước nhá cái này thì nó hơi cũ đấy thôi đây hơi cũ đây Cái này thì nó có trọng lượng là 622 gram các bạn nhé. 622 gram. Có mã số là mã số 13. Giá là 350k. Mã 13 giá 350k. Tiếp theo mã 14. Cái này thì có chiều dài là 36 cứng là cứng 25 của hãng Daiwa. Ngọn của nó là 3 chấm khổ chấm ra nhé trọng lượng của nó là 523g hai khuyên bát là khuyên bát uh, bát fuji khuyên là khuyên hạng cho mình nhé khuyên là khuyên hạn tay cầm có cuốn trị đây đây khuyên hạn đây em mời các anh xem bên trong của nó có sơ xước các anh nhé có sơ xước cho mình ở đây thì có nội bọt đây nội bọt phần lớp sơn rồi cái này có mã là mã số 14 giá là 370k mã 14 giá 370k ca nha cái tiếp theo cái này có chiều dài 39 cứng 25 của hãng Ryobi nhé hãng Ryobi đây tay cầm bên dưới đây khuyên bác là khuyên bác fuji nhá khuyên bác fuji đây còn khá đẹp đây đây mời các anh xem có hai khuyên chạy cho mình đầu lóng nó còn còn khá đẹp Bên trong là sơn đen nhám ra nhá, sơn đen nhám. Rồi. Cái này thì có số mã số là mã số 15 giá của nó là 7 400k. Mã 15 giá 400k ca nhé. Cái tiếp theo ạ. À. Cái này thì ISO nhé ca nhá ISO khen lớn. Chất liệu là chất liệu phép. Cái này thì có bỏ lặn lộn vô trong đây thì em sẵn lên luôn ca nhé. Cái này thì dài là 5m4. Dài là 5m4. Cứng là cứng 4. Có ngọn là 2.7 ly. Còn 2.7 ly các anh nhé Tay cầm thì có cuốn chỉ, Tay cầm rất là to đây Đây 34 nha các anh nhé 34 34.4 đây khen bát là khen bát Fuji nhé khen bát Fuji ạ à. Đây em mời các anh xem Cái này thì nó có trọng lượng là 840 gram Trọng lượng 840 gram các anh nhé Đây em mời các anh xem ngọn của nó ở đây thì có chóc sơn nha chóc sơn ở đây thì nó có ba khuyên chạy cho mình đây bên trong phần lóng ở bên phần này còn rất đẹp nha ở đây thì có một đường xước, một đường sức đây một đường xước xuống đây đây có những đường sức ở một vài nơi các anh nhé Đây, cây này thì có những đường xước các anh nha. Đây mời các anh xem. Cái này thì nó có 16 các anh nhá, mã 16. Đây, mã 16 giá 400k. Cây cần ISO lớn mã 16 giá 400k nhé. theo cây mã 17. Cái này thì có chiều dài là 4m2, cứng là cứng 25 của hãng Ryobi nhé. Cái này là cây cần câu lục, chắc liệu phép. Đây, bát là bát Fuji FS7, khoen là khoen của hãng nhé, khoen của hãng. Cái này tay cầm thì có cuốn trị do mình đây. Ngọn của nó là 2.7 ly. Ngọn 2.7 ly các anh nhé, đây. Khoen là khoen hãng nhé. Đây, mời các anh xem. Trên đây thì có chày đây có chạy ảnh hưởng do khen nhé cứng 2.7 25 cứng 25 đây có sơ xước nha đây sơ xước nha các anh xem rõ giúp em Rồi cái này có mã là mã 17, giá của nó là 350k, trọng lượng của nó là 554g. Trọng lượng 554g, mã 17 giá 350k. Cái tiếp theo mã 18. Cái này là của hãng Daiwa, có chiều dài là 4m2. Cứng là cứng 25 nhé, cứng 25 ạ. À. Khuyên là khuyên bát Fuji, đây, bác là bắt gặp cho mình. Tay cầm thì có cuốn chỉ nha, cuốn chỉ một vài nơi đây. Đây mời các anh xem. Cái này thì nó có trọng lượng là 639 g, 639 g các anh nha. Đây. Cái này thì có nhiều khuyên chạy cho mình, ba khuyên chạy nha. Cái này đầu lóng ngọn thì rất đẹp. đây có sơ sước cho mình ở bên phần lóng thứ hai nha rồi cái này thì có mã là mã 18 giá của nó là 400k ngọn của nó 2.4 ly mã 18 giá 400k cái tiếp theo mã 19 cái này thì có chiều dài là 36 cứng là cứng 25 của hãng Olympic đây bát là bát hạng khoen là khoen bát là bát Fuji khuyên là khuyên hãng anh nhá bát Fuji khuyên là khuyên hãng đây tay cầm có cuốn chỉ các anh nhá tay cầm có cuốn chỉ do mình màu xanh nhá nước nước sơn là màu xanh dương trọng lượng của nó là 400g trọng lượng 400g các anh nhá đây em mời các anh xem đây phần lóng thứ hai thì có sơ sước không ảnh hưởng gì lớn các ca nha cái này thì có mã là mã 19 giá của nó là 350k mã 19 giá 350k cái tiếp theo mã số 20 cái này thì có chiều dài là 4m5 cứng là cứng 25 của hãng Daiwa hàng đai qua các anh nhé đây khuyên bát là khuyên bát Fuji đây tay cầm có cuốn chỉ bên trên cũng có cuốn chỉ ra nhé sơ xước bề ngoài đây mời các anh xem ngọn của nó đây ạ à. ở đây thì có một phần là nó nó, nó chóc nha nó chóc ra có hai khuyên chạy cho mình nhé Đây ở đây có sơ sướng đây, có xước xuống nha. Cái này có nước sơn là màu đỏ đô các anh nhá, màu đỏ đơn của đô bóng. Trọng lượng của nó là 530 g nhé. trọng lượng 530 g, ngọn của nó là 2.5 ly. Cái này thì có mã là mã 20, giá là 400k, mã 20 giá 400k. Mã 21. Cái này có chiều dài 4m2, cứng là cứng 25, ngọn của nó là 2.7 ly. Trọng lượng của nó là 800, 485 g, 485 g các anh nhé. Đây, khen bát là khen bát Fuji. Tay cầm bên dưới có cuốn trị đây. Đây. Bát là bát gặp cho mình. Đây em mời các anh xem. Phần lóng ngọn cây này còn rất đẹp các anh nhé. Đây có nước sơn màu xanh lục đây nha các anh nhá, màu xanh lục đây. Cái này thì bên trong phần lóng rất đẹp, còn rất đẹp. Rồi cái này có mã là mã số 21 Giá của nó là 500k Mã 21 giá 500k ca nha Tiếp theo Cái này thì có chiều dài là 4m5 Cứng là cứng 30 Cứng 30 nha Hãng CG Ngón của nó là 2.8 ly Khoen bát là khoen bát Fuji à. Trọng lượng của nó là 553 g trọng lượng 553 g các anh nhá. Đây tay cầm của nó này hơi to tí. Thì là 31 à. 31 các anh nhá, 31. Tay cầm bên dưới thì nó có sơ xước đây. Bên trên. Đây mời các anh xem nhé. nó có chốc không đáng kể ca nha đây phần lóng ngọn thì nó rất đẹp bên trong phần thứ hai thì nó có dính bụi nha có dính bụi đây có dính bụi thôi nha các anh nha có dính bụi cái này có sơ xước đây sơ xước cho mình dính bụi nhé. sơ xước đây cái này thì vẫn còn rất là chắc chắn cái này có mã là mã mạ... cái này có mã là mã 21 nhé mã 21 giá của nó là 450k mã 21 giá 450k mã 22 cái này thì có chiều dài là 4m2 cứng là cứng 25k nhá cái này của Korea xuất Nhật đây Korea xuất Nhật cái này bề ngoài nó hơi cũ tí ra nhá hơi cũ đây đây, sơ sước đây. Sơ sước rất nhiều, khuyên bát là khuyên bass Fuji. Tay cầm có cuốn chỉ nha. Đây, cây này thì hơi cũ ạ. Đây em mời các anh xem khuyên bass Fuji vẫn còn rất đẹp. Đây, đóng ngọn đây. Ở phần này thì có dính keo thôi các nhá, dính keo thôi cạo ra được đây. Có hai khuyên chạy cho mình. Là. đây ở đây ảnh hưởng cho cái khoen chạy đây chóc sơn thôi các anh nhé chỉ chóc sơn thôi có sơ xước nhé đây cây này thì hơi cũ nhá hơi cũ một tí Rồi cái này có mã là mã số 22 giá là 350k Trọng lượng của nó đẹp căng luôn ra nhé 497 g Mã số 22 giá 350k Tiếp theo Mã số 23 Cái này thì nó có chiều dài là 36 cứng là cứng 30 nhé Nó ngắn nó cứng hơn Chiều dài 36 cứng 30 Đây em mời các anh xem tay cầm thì có cuốn trị à, khuyên bát là khuyên bát fuji nhá, khuyên bát fuji, tay cầm cuốn chỉ bên này có nổi nhá, cuốn chỉ nổi đây, khuyên còn rất đẹp nhá, đây khuyên còn rất đẹp, có hai khuyên chạy cho mình, ngọn của nó là ba chấm ra nhá, ngọn ba chấm đây, đây cái lóng cây này còn rất đẹp nhá. cái này bên dưới đây như vậy rồi nha các nhá mã của nó là mã số 23 giá là 450k mã 23 giá 450k tổng lượng của nó là 493 g mã số 23 giá 450k mã 24 cái này thì nó có chiều dài là 36 cứng là cứng 25 đây khoen bá là cái bá Fuji tay cầm thì có cuốn chỉ đây ngọn của nó là 2.7 các anh nhé. Ngọn 2.7 trọng lượng của nó là 457 g. 457 g các anh nhé. Có nước sơn là nước sơn xanh mực. Đây mời các anh xem. Có hai khuyên chạy. Sơ xuất đây. Đây, phần này có sơ xuất các anh nhé, không phải bị gãy nha. Nó có chóc thôi, sơ xuất đây. Rất cứng nha các anh nhé. nước sơn xanh mực đây ạ à. có sơ xíu một vài nơi ở trong đây nhé không đáng kể cả nhé cái này thì có mã là mã số 24 giá là 400k mã 24 giá 400k nhé theo cái này thì có chiều dài 36 gan nhá cứng là cứng 30 khen bát là khen bát Fuji đây tay cầm thì có cuốn trị nha ở đây dưới đất đây có đắc hơi dơ đấy cái này thì có ngọn là 3.8 ngọn 3.8 ca nhá đây hơi sờ xước có sờ xước nha anh nhá có sờ xước đây cái này thì có trọng lượng là 469 g trọng lượng 469 g đây khen bá Fuji đây em mời các anh xem ngọn của nó là 3.8 nha ngọn 3.8 ở đây thì không phải là bị chày mà nó bị dính keo các nhá bị dính keo đây dính keo thôi dính keo bên ngoài thôi nhé đây mời các anh xem có nước sơn là màu xanh lục cho mình đây có sơ sức nha các anh nhé có sơ sức cả Cái này thì có mã là mã 25, giá là 350k. Mã 25 giá 350k. Mã 26. Cái này thì có chiều dài là 39. 39 cứng 25k nhé Khuyên bá là khuyên bá Fuji. Đây, cầm cuốn chị đây. Đây, cầm cuốn chị nha. Đây, ngọn của nó là 2.6 à. Khuyên bá Fuji. Ngõn 2.6. Đây, em mời các anh xem có hai khuyên chạy cho mình nhé hai khuyên chạy cho mình ở đây dính keo thôi đây khuyên còn rất đẹp nhé đây ở đây thì phần lóng thứ hai có sờ xước nha Cái này thì nó có trọng lượng là 518 g Có mã là mã 26 giá là 400k Mã 26 giá 400k ra nha Tiếp theo Cái này thì có chiều dài là 39 của hãng Olympic Cứng là cứng 25 Khen bát là khen bát Fuji ra nha Khen bát là khen bát Fuji Tay cầm có cuốn chỉ đây ngón của nó là 3.1 trọng lượng của nó là 610 gram ca nhá trọng lượng 610 gram đây khoen đây mời các anh xem khoen còn rất đẹp nha còn khá đẹp đây đây phần lóng này thì còn khá đẹp cái này thì nó có hai khuyên chạy cho mình đây khoanh chạy, đây là khoanh chạy ra nhá, khoanh chạy. Đây có sơ suất đây. Rồi cái này thì có mã là mã số 28 ạ. À. Mã số 28 ra nhá. 27, 27 em xin lỗi nhé, mã số 27 giá của nó là 500k mã 27 giá 500k cây cuối cùng mã số 28 cái này có hạn là hạng Olympic chiều dài là 4m2 cứng là cứng 30 chiều dài 42 cứng 30 luôn ra nhá cứng 30 em bác là kem bác Fuji gì đây tay cầm của nó đây 31 ca nhá 31,9 nè 31,9 đây em bác là cái bác Fuji gì nhá đây khoen đây em mời các anh xem. Cái này thì nó có trọng lượng là 544 g gram. 544 g à. Đây em mời các anh xem. Còn rất đẹp nha. Đóng ngọn còn đẹp luôn. Cái này thì nó có ngọn là 2.9 ly nha các anh nha. Ngọn 2.9 ly cho mình. Bên trong phần lóng thứ hai có sơ xước đây. Rồi cây cuối cùng mã 28, cây này là của China xuất nhập các nhé. China xuất nhập mã 28 giá là 500k. Mã 28 giá 500k các nhá. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một like và một lượt đăng ký. Chia sẻ giúp em đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo em sẽ ra trong ngày các anh nhá. Em chúc các anh đi câu may mắn ạ. À. Em xin chào tạm biệt các anh nhé.